Free Fire năm nay trong năm 2 nhà anh viết ra thì chắc chắn sẽ hot. Tôi không phải sắp boy, tôi đây là trai tốt, vẫn có lao động và tôi lỗi và thật tốt. Fan thư giãn và đang thư giãn không cốt. Lấy một gờ và ta đem ra đố và những thứ là con người nó vẫn còn lại ngu dốt. Con người lại quay, một đứa đang lại quay. Xã hội ngày nay và quỷ lại lúc này và những thứ đây đó. Cộng đồng tôi đốt cháy và những thứ ở xung quanh và những thứ tôi đang quay. From a trích hô và tôi lớn ở đường phố cho nên là tôi vẫn nghe tiếng mà rít bô. From a trích hô và tôi lớn ở đường phố cho nên là bây giờ tôi vẫn nghe tiếng rít bô. Cuộc đời tao sinh ra là trắng đen không phải vả tô. Nơi đây không phải là cho mà tụi mày phải là bút bô. Ok và tao rap và tao rap đến khi một ngày mà cái cốt nó phải bấy. Ok và tao cháy và tao cháy. Ta sẽ cầm mic và những thứ và tao hai Freeway lên like, freeway lên hai và những thứ này đó mà tao không vào right. Tao đang bị trừ right, chỉ kịp right. I don't know và những thứ ở ngoài đâu. Chết chết kịp mai và tao đang tao xây. Và với những thứ mà tao đem phải lâu cây. Uống mi Việt Nam và tao đem phải đi sai. Và ở nơi này không còn phải rút về nhà. Và tao có nhiều vết mắt. Xong có vòng nhạc. Có những lâu lần mà hồ đá đi thứ tha. Tại vì tại sao mà ông ba tao đua xe. Và máy tao còn bạc và trên nó nữa tao bạc. Yeah. Yeah, come on. Hey, man. Yo. Dưới chân là mai nay cây. Wow. Dưới chân mang lại cây. Xin cổ mang eo quầy. Trên túi như mình này. Tôi đang lái Audi. Và nhà xe mô quầy. Anh đang heo thầy. Và tao vẫn có lướt đây. Tao chính là dòng ray. Dòng ray đang huyết. Sao vặn vặn đêm khuya. Trong ly có rượu. Anh em mình đem chia. Yeah. Bi mẹ. Cái bia phải đang chia nó mới hay chứ. Cái vặn rồi, bây giờ bậy rồi. Trong bia cái chia. Nó nhà có mồi đầy hết nè. Ông hết tôi.